Tiến hạt vàng năm 2023 mùa 2 Chương trình có sức hút, một sự lôi cuốn mạnh mẽ cho tất cả người Việt ở mọi thế hệ được trở lại SBTN vào mùa 2 Với nhiều giọng ca từ khắp mọi nơi trên thế giới được gửi về Kính mời quý khán giả đón xem chương trình tuyển chọn những ai vào vòng bán kết và chung kết cho tiếng hạt vàng năm 2023 mùa 2. Chương trình sẽ được trình chiếu trên SBTN, SBTN Go thứ hai và thứ tư hàng tuần vào lúc 7 giờ 30 sáng, 12 giờ 30 trưa và 8 giờ tối giờ California. Xin mời quý vị cùng đón xem. Trân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi chương trình Xoáy tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 6, 16 tây tháng 6 năm 2023. Quan hệ Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện tại chúng ta thấy là càng lúc càng căng thẳng trên mặt trận thương mại và ngay cả trên những cái vùng nóng ở tại khu vực bờ Tây Thái Bình Dương. Những đoàn tàu của Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện tại bây giờ báo cáo cái tần số mà họ có những các gọi là vấn đề với nhau càng lúc càng tăng. Chuyện máy bay Trung Quốc quấy nhiễu tàu chiến của Hoa Kỳ, chuyện tàu của Trung Quốc quấy nhiễu tàu của Hoa Kỳ đi ngang qua các hải lộ ở tại Biển Đông, đi ngang qua vùng eo biển Đài Loan gia tăng thì đây là cái chuyện mà hai bên tìm cách kềm chân nhau nhưng về mặt chính trị tất cả hai đều biết rằng là tình trạng căng thẳng này không có lợi cho nền kinh tế của thế giới và cho mỗi quốc gia và tình trạng căng thẳng này kéo dài mà lớn hơn nữa đưa đến cái chuyện xung đột thì điều đó là một cái chuyện phải nói rằng vô cùng tệ hại và bên phía Hoa Kỳ và Trung Quốc họ cố gắng đưa ra những cái nỗ lực âm thầm để hóa giải chuyện này. Thì liệu có làm được hay không? Và những cái diễn tiến nào mới nhất liên quan giữa cái nỗ lực mà tìm cách là giảm bớt sự căng thẳng trong lúc này ra sao? Đó là chủ đề anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị ngày hôm nay. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long, kính chào khán giả SBTN. À, cuối tuần này, tức là hôm nay là thứ 6 ngày uh, Chủ nhật ngày 18 Ông Ngoại trưởng Anthony Blinken của Mỹ sẽ thăm thăm Trung Quốc Lần đầu tiên trong vai trò Ngoại trưởng Và đây là giới chức cao cấp nhất của chính quyền Biden thăm Trung Quốc kể từ khi ông Biden lên làm Tổng thống Và đây là, cũng là lần đầu tiên có một Ngoại trưởng Hoa Kỳ sang thăm Trung Quốc kể từ năm 2018 Đó là cái sự kiện À, trước chuyến đi của ông Blinken thì có một ông nữa cũng là một ông vua không ngai đó là ông Bill Gates tỷ phú từng một thời là người giàu nhất thế giới hôm nay cũng có mặt tại Trung Quốc và gặp ông Tập cận bình à, trước khi ông Blinken đi qua bên Trung Quốc thì ông có điện đàm với ông Tần Cương là ngoại trưởng của Trung Quốc và hai bên ông nói chuyện vào tối thứ ba thì ông Tần Khương được bên uh, Bộ Ngoại Giao của uh, hai bên xác nhận là có yêu cầu ở Trung Quốc, uh, yêu cầu bên phía Mỹ, uh, phải giải quyết một số cái căng thẳng giữa hai bên và chấm dứt những cái điều mà Trung Quốc gọi là Mỹ tìm cách cản trở Trung Quốc. Về phía Mỹ thì trong thời gian qua có nhiều cái căng thẳng của Trung Quốc, đặc biệt là vấn đề Đài Loan, rồi uh, các cái vấn đề biển đông, đó, rồi cả những vấn đề mà Trung Quốc làm ngơ cho nga xâm lăng Ukraine và cả các hoạt động mà do thám của Trung Quốc khắp thế giới, dính tới cả hoa kỳ và gần đây nhất là cái vụ ở Cuba, tức là Trung Quốc bị tố cáo là có trả cho Cuba hàng tỷ đô la để xây các cơ sở tại Cuba để do thám Mỹ. Đó. Thì đó là những cái bốn cái điểm mà trở ngại chính của uh, Mỹ và Trung Quốc, cũng như của ông Blinken. Đáng lý ông Blinken đi từ đầu tháng 2, nhưng mà vì cái vụ uh, khi khí cầu của Trung Quốc do thám mà bị Mỹ bắn rớt thì ông hoãn lại. Đến tháng 4, khi mà ông có mặt ở Hà Nội thăm Việt Nam trong 3 ngày, 14, 15 và 16, thì uh, trên đường đi Nhật, những cái hội nghị... Uh, các ngoại trưởng khối G7 để chuẩn bị cho thượng đỉnh G7 hồi tháng 5. Thì ông có nhà ý muốn ghé Trung Quốc thì Trung Quốc xin no. Không 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 ghé được. Lý do Trung Quốc và không muốn ông ghé là bởi vì Trung Quốc chưa có thấy được các bản báo cáo của FBI liên quan đến khinh khí cầu bắn rớt. Cái khí cầu đó bắn rớt ở ngoài khơi sao bây giờ là Mỹ đã thu thập được tất cả những cái máy móc đó và họ đang phân tích đang chờ các bản báo cáo của FBI. À, thì bây giờ đùng một cái thì là ông Blinken đi thì đó để cho quý vị thấy nó có những khó khăn đó và đó là những thách thức của ông Blinken uh, đi qua bên Trung Quốc để nhằm giải quyết cái chuyện này. Uh, về phía Mỹ đó thì trong những ngày qua ít nhất là ba lần bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính của Mỹ có cảnh báo là nếu hai nước cứ tiếp tục căng thẳng như này thì là không tốt cho thế giới và tất cả mọi người trên thế giới đều đồng ý như vậy. Và mới ngày hôm qua bà Janet Yellen lại nhắc lại một lần nữa là cái ý tưởng mà tách rời Trung Quốc tức là đi coping đó, là không chơi nữa là một điều sai lầm. Có nghĩa là ta nói là Mỹ và Trung Quốc không thể nào sống thiếu với nhau được. Bởi vì gần đây thì thưa quý vị bên Mỹ có cái phong trào là bị đang tính cái chuyện là không cần Trung Quốc nữa. Trước đây ta nói là Trung Quốc là cái lò mà sản xuất phục vụ cho người Mỹ. Nhưng bây giờ người Mỹ đã có những cái chính sách gọi là không cần nữa. Và họ bắt đầu sau khi mà ông Biden lên. Trước đó thì chúng ta biết là vì ông Donald Trump lên làm tổng thống, ông bỏ lơ cái vùng châu Á, Thái Bình Dương. Ông bỏ lơ toàn, gần như toàn bộ thế giới, ông muốn rút lại bởi vì chính sách của ông là America First. Thì chính Trung Quốc điền vào chỗ trống đó. Trung Quốc điền vào chỗ trống đó, khi ông Biden lên đó, Bây giờ cản lại cả lượng được bởi vì Trung Quốc có sức mạnh kinh tế Bởi vì ai cũng phải sử dụng đồ Trung Quốc hết Thì chính quyền Biden đã làm một số bước Để giảm bớt cái đó Đặc biệt sau cái vụ mà Covid-19 Nó bị gọi là hàng hóa nó bị cản trở gọi Người ta gọi là chuỗi cung ứng sản xuất bị ngắt mạnh, ngắt mạnh Mỹ và các nước khác lao là đào, đào là bởi vì hàng hóa Trung Quốc không đi được bởi vì Covid-19 Thì cái đó nữa và với cái căng thẳng hai bên thì cho người Mỹ thấy được cái điều là nếu bây giờ dỡ Trung Quốc hoài thì không được thì bắt đầu Biden có những chính sách ví dụ là gì tìm những nước khác để mà sản xuất bớt một số hàng ví dụ thị trường Đông Nam Á nhất là qua có chuyến đi của bà Kamala Harris phó tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2021 và nhắm những nước chẳng hạn Singapore, Việt Nam, Cambodia, Malaysia vân vân tức là ngày trước ví dụ tôi tôi để tôi mua của trung quốc ví dụ 10 cái ghế thì bây giờ tôi mua 5 cái rồi năm cái này tôi làm sao tôi làm ở những nước khác làm tôi không bị trung quốc ông dùng cái kinh tế để mà ông bắt chặt chúng tôi cái thứ hai nữa là ông biden ông chơi chính sách là tôi chặn những kỹ thuật đặc biệt là con chip không qua năm họ hợp tác với đài loan với nam hàn với các nước khác nhật để mà bao vây trung quốc cái chuyện đó thì điều này bị ông tổng Cận bình phản đối ở tại hội nghị G20 ở Bali, Indonesia vào tháng 11 năm ngoái. Ông tổng Cận bình bảo: anh không được chơi vậy nha". Nhưng mà ông Biden vẫn chơi. Đó. Thì bây giờ nhiều người đó, người ta bảo là nếu mà làm như vậy đó thì nó kẹt. Nhưng mà sổ cái ông Biden bị sức ép ở nước Mỹ, đặc biệt là sau cuộc bầu cử năm 2022, đảng Cộng hòa chiếm hạ viện và bây giờ họ chống Trung Quốc mạnh mẽ hơn nữa. Bên châu Âu thì nó hơi khác. Châu Âu thì họ không muốn đi coping mà, mà họ muốn là đi risking, tức là giảm bớt nguy hiểm, giảm bớt hiểm nguy chứ không cách ra. À, hai cái nó khác nhau. Ông Mỹ đó thì người ta ủng hộ dân Mỹ ủng hộ, không thèm chơi Trung Quốc đó. Họ đi coping tại vì không chơi nữa. Ông ông Liên Âu đó thì vẫn chơi nhưng mà là sẽ giảm hiểu bớt những cái căng thẳng đó. Bây giờ ông Blinken đi qua trung quốc làm sao giải quyết những chuyện này đó là câu hỏi lớn thì ngày hôm qua ông tập cận bình gặp ông bill gates ông tập cận bình, cận bình có bắn tiếng có bắn tiếng với ông bill gates thứ nhất là ông gọi ông bill gates là một người bạn cũ đó. và ông nói với ông bill gates như thế này tôi tin rằng cái quan hệ giữa mỹ và trung quốc là tùy ở người dân với tình hình hiện nay chúng ta có thể Tình hình thế giới này chúng ta có thể thực hiện nhiều hoạt động mà có lợi cho cả hai bên. Nhân dân cả hai nước và toàn bộ nhân loại trong vũ trụ này. À, bắn tiếng như thế. Nhưng mà ông không có đưa ra một chi tiết nào cả trong vấn đề hợp tác với lại Mỹ. Bên Mỹ đó, ngoài cái chuyện kinh tế với Trung Quốc ra, nó còn có một bài toán nữa mà rất khó cho Trung Quốc với Mỹ. Đó là nhân quyền. Trung Quốc họ không quan tâm vấn đề nhân quyền. Ông Mỹ ngoài vấn đề kinh tế, ông lại bị một cái thành phần khác trong xã hội của Mỹ áp lực vấn đề nhân quyền. Trong đó nổi cộng nhất vấn đề Tân Cương. Vấn đề các nhà mà hoạt động bất đồng chính kiến với lại Trung Quốc. Và ngay cả chính sách của Trung Quốc đối với Hồng Kông luôn. Quý nhớ dưới thời mà ông Donald Trump lúc đó đó là Hạ viện nằm dưới tay Đảng Dân Chủ thì chính Hạ viện và rồi Thượng viện thông qua cái luật là nhân quyền Hồng Kông và họ thông qua mà ông Trump phải ký luôn. Nhất là sau khi Trung Quốc ra cái luật an ninh quốc gia kiểm soát Hồng Kông. Vấn đề Hồng Kông họ coi đó là vấn đề nhân quyền. Thì đó, thì đó là những cái khó khăn mà ông cần phải giải quyết. Thì ra trong cái sự việc này chúng ta nhắc lại một tí xíu về cái chuyện mà hồi nãy anh Dũng anh Dũng có nói về cái vấn đề cái chuỗi cung ứng từ Trung Quốc chuỗi cung ứng mà hàng hóa nó bị ngừng lại trong cái thời gian mà sau đại dịch và đến cái thời điểm đó người ta mới nhận ra rằng là không thể nào mà bỏ hết mọi thứ đầu tư ở tại Trung Quốc được không thể nào dựa vào Trung Quốc để sản xuất hàng hóa được là bởi vì khi xảy ra chuyện chúng ta thấy là cả thế giới bị gọi là bị kẹt có thể là bị bắt chẹt thì chuyện này chúng ta phải lùi lại một lần nữa đến thời điểm 2015 khi mà chính quyền Obama đạt được cái thỏa thuận TPP với tất cả các quốc gia nằm ven bờ Thái Bình Dương với mục đích rằng là tản hết tất cả mọi sự đầu tư vào Trung Quốc để mà chia ra ở các quốc gia khác để không có bị rớt vào bị cuốn hút vào Trung Quốc theo cái ngôn ngữ của những nhà đầu tư là không bao giờ bỏ trứng vào một rổ thì cái chuyện mà cái chương trình TPP lại bị chính ông Donald Trump phá vỡ và ông không có thay thế bằng bất kỳ một cái phương pháp nào kể từ năm 2017 khi bắt đầu ông chấp chính và để rốt cuộc chúng ta thấy cái chuyện Covid-19 xảy ra rồi hệ quả toàn cầu khiến là cả thế giới khốn đốn là bởi vì mọi thứ đều đặt ở Trung Quốc và chuyện đó bây giờ nó lại gia tăng thêm nhiều hơn nữa thứ nhất là khi trung quốc mà mạnh là nền kinh tế toàn cầu lại tùy thuộc vào trung quốc và thị trường trung quốc quá lớn bây giờ họ bắt đầu họ có tiền thì các đại công ty ở trên toàn thế giới lại đổ về trung quốc tháng trước ông elon musk chủ hãng tesla đi qua bên trung quốc gặp một số giới chức thuộc bộ hàng cấp bộ của bên trung quốc trong một cái cuộc mà là hội nghị về kinh tế uh, của các uh, đại công ty. Thì ông Elon Musk qua để gặp gỡ rồi trong đó có cả luôn cả ông tổng giám đốc của ngân hàng JP Morgan về phía tài chính cũng sang qua Trung Quốc, rồi luôn cả ông là CEO của tập đoàn Starbucks cũng đi sang qua Trung Quốc và cũng trong thời điểm đó lãnh đạo của bên uh, hãng Apple, Apple thì đương nhiên phải là túc trực ở Trung Quốc rồi. Bởi vì tất cả những iPhone mà quý vị đang xài, tất cả sản phẩm của họ đều nằm, đều sản xuất ở tại Trung Quốc. Rồi Samsung cũng phải đi qua Aramco uh, hãng dầu của Arab Saudi, rồi Volkswagen cũng phải đi vào bên Trung Quốc. Thì bây giờ chúng ta thấy gì? Nếu mà chúng ta cứ đưa một cái luận điểm là các nhà chính trị tìm cách hưởng lợi hay là móc méo với Trung Quốc thì bây giờ chúng ta thấy là các nhà đại tư bản lớn nhất của Hoa Kỳ đều có mặt ở Trung Quốc. Và chuyện này bày ra trước mặt mọi người những cái tình cảnh ra sao. Xin quý vị tiếp tục giữ băng tầng ở SPTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ băng tầng SPTN. Chúng ta thấy chính phủ bay chính phủ Biden hiện nay cũng đang tìm cách hóa giải và hạ nhiệt cái sự căng thẳng giữa đôi bên với cái sự mà gọi là ông Blinken sẽ qua bên Trung Quốc. Nói như thế thì trong cái không khí chia rẽ về chính trị hiện nay sẽ có những người chỉ trích rằng là tại sao chính quyền Biden có một cái sự hòa hoãn như thế. Đúng. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào chính các nhà gọi là đại tư bản, đại lãnh tụ của kỹ nghệ kinh tế của Hoa Kỳ đều có mặt Trung Quốc đều có mặt ở trung quốc trong những ngày vừa qua và bây giờ có ông bill gates mà ông bill gates thì cách đây không lâu hãng microsoft của ông đưa ra một cái gọi là uh, báo cáo cho biết rằng là các là tin tặc nguồn gốc của trung quốc sẽ đe dọa gây làm thiệt hại kinh tế gây ra những cái vấn đề uh, khủng hoảng giữa hoa kỳ và trung quốc thì ngay sau đó bên trung quốc đưa ra những cái bản thông báo là chỉ trích cái lời nhận xét của công ty Microsoft của ông Bill Gates Nhưng bây giờ ông Bill Gates lại gặp ông Tập Cận Bình Thì có vẻ như Là cái vấn đề kinh tế là vấn đề cực kỳ quan trọng nhất Trong cái bối cảnh căng thẳng hiện nay Thưa anh Vâng, uh, cái kinh tế thì ai cũng thấy hết uh, Trong thời gian qua cái uh, sức cản của Trung Quốc vào Mỹ nó cũng giảm Bởi vì uh, Nó bị cái Thuế dưới à, thời ông Trump vẫn còn và ông Biden thì không dám à, bỏ. À, trong thời gian qua thì hai bên cũng à, có gặp nhau ở cấp thấp hơn để họ tìm cách giải quyết à, cái chuyện này. Chẳng hạn như ông à, Phương Văn Đào, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc đã thăng Mỹ và nói chuyện với bà Gina Raimondo là Bộ trưởng Thương mại của Mỹ rồi bà Catherine Tai, đại diện Thương mại của Mỹ rồi đi xa hơn nữa nó không phải là bộ trưởng nhưng cũng nhân vật cao cấp đó, đó là ông Jez Sullivan hồi đầu tháng năm ông là cố vấn Ninh quốc gia của Mỹ cũng đã gặp ông Vương Nghị, uh, xếp sòng ngoại giao của Trung Quốc ở bên Geneva, ở bên uh, viên ở Áo hai ngày nhưng mà rồi cũng không giải quyết được chuyện gì to tát và ngày cuối tuần này khi mà ông Blinken đi sang bên Trung Quốc thì bên 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 bộ ngoại giao cho biết là ông sẽ gặp các giới chức cao cấp của Trung Quốc ít nhất là phải gặp ông tần cương là bộ trưởng Hoặc có thể là ông vương nghị sếp của ông tần cương nhưng mà người ta đang thắc mắc là không biết liệu có gặp ông tập cận bình hay không đó là cái vấn đề cho đến phút này hai bên đang cố gắng làm chuyện đó nhưng mà không biết có gặp hay không thì nếu gặp tập cận bình thì mới hy vọng mà có thể giải quyết được chuyện đó và khi mà ông tập cận bình gặp ông bill gates đó, không phải là một giới chức của mỹ thì... và những gì ông tập cận bình hồi nãy phát biểu như tôi nói đó cũng cho thấy là Trung Quốc cũng muốn là bớt căng thẳng đi là bởi vì nếu hai bên căng thẳng về hoài không được kinh tế nó không có lợi cho cả hai bên nó không lợi cho toàn cầu luôn và rồi sắp tới đây ông Tập Cận Bình tháng 11 nhiều phần là có thể sẽ qua bên Mỹ để dự hội nghị thượng đỉnh APEC ở tại San Francisco chẳng lẽ gặp ông chủ nhà là Biden nó không nói chuyện nó kỳ quá hai người đã nói chuyện bên lề ở Bali vào tháng 11 năm ngoái hai người hứa với nhau là không làm căng thẳng nhưng mà cuối cùng xảy ra cái vụ khinh khí cầu làm cho nó căng thẳng mà vụ khinh khí cầu đối với Trung Quốc là một cái họ rất bực mình Chẳng khác nào tát vào mặt họ Đã vậy Mỹ lại còn nghĩa là gia tăng hợp tác quân sự ở Philippines Mở thêm bốn căn cứ ở Philippines Và định bè bờ Ở tại Biển Đông và Thái Bình Dương Với lại Trung Quốc Ngày hôm qua nó có một tin tiết lộ ra nữa Là Papua New Guinea Chuẩn bị thông qua một cái đạo luật cho phép Mỹ sử dụng tất cả căn cứ và đất liền nói chung mọi thứ ở Papua New Guinea trong trường hợp mà tàu Mỹ muốn vào và điểm này nó do ông Blin ông Blinken là cái người đã đi ký hồi tháng năm quý nhớ tháng năm đó gần cuối tháng năm khi mà ông Biden với ông Blinken đi qua bên Nhật dự hội nghị thượng đỉnh G7 ông Biden vì cái vụ trần nợ phải đi về sớm ông cắt ngắn chuyến đi đáng lý ông đi Papua New Guinea để ký một cái hiệp ước về an ninh Ông lại không đi có phải đi về sớm thì cuối cùng sau đó ông Blinken đi ông Blinken đã ký với thủ tướng Papua New Guinea Papua New Guinea là cái đảo lớn nhất trong các đảo Thái Bình Dương mà năm 2018 Tổng cận bình đã đến đây rồi nhưng mà chưa ký được cái gì cả thì ngày hôm qua tin họ tiết lộ cho biết là đã có bản thảo và trong những ngày tới quốc hội của Papua New Guinea sẽ thông qua cái luật này cho phép sử dụng nghĩa là gần như toàn bộ thì đây là cái bước mà gọi là Mỹ hớt tay trên của Trung Quốc đó là những cái mà cho quý vị thấy Nhưng mà cái căng thẳng nhất mà cái điều khó khăn nhất cho ông Blinken Và ngay cả có thể là ông Tập Cận Bình luôn Đó là vấn đề quân đội Trung Quốc Quý vị nhớ khi mà bà Nancy Pelosi Thang thăm Đài Loan vào tháng 8 năm ngoái Là Trung Quốc cắt không nói chuyện về khí hậu Không nói chuyện về thương mại Không nói chuyện về quân sự với Mỹ sau đó thì thưa quý vị trước khi mà ông sau khi ông ông ông, ông Biden lên làm tổng thống á thì ông Lloyd Austin bộ trưởng quốc phòng của Mỹ đã gọi điện thoại cho ông Ngụy Phượng Hòa lúc đó là bộ trưởng quốc phòng của Trung Quốc Ngụy Hòa không thèm nhấc máy rồi sau cái vụ bàn Nancy Pelosi là không thèm nói chuyện luôn rồi bây giờ ông Lý Thượng Phúc cũng lên lại càng căng nữa là bởi vì ông Lý Thượng Phúc đang bị Mỹ trừng phạt dưới thời ông Trump vì 2018-2019 ông chuẩn thuận mua máy bay và giàn hỏa tiến của Nga và ông bị trừng phạt thì bây giờ Trung Quốc đang yêu cầu Mỹ phải hủy bỏ cái trừng phạt đó trong lý thượng phúc thì ông Biden làm chưa được. Chính vì vậy mà hồi tháng đầu tháng 6 vừa rồi ở hội nghị shangri -La, ông Lý Thượng Phúc và ông Lloyd Austin chém gió lên nhau, chỉ bắt tay không thể nói chuyện, chỉ hỏi ba, ba, ba bốn câu vớ vẩn thôi, không có hội đàm bên lề. Mà trong khi hai ông đang chém gió lên nhau như vậy thì lần đầu tiên tàu của Mỹ đi vào eo biển Đài Loan bị tàu Trung Quốc rồi đâm. Trước khi Mỹ đi vào rất nhiều, mà coi giờ tàu Trung Quốc đã đâm rồi kỳ đó là xém đâm luôn đó thì bây giờ cái khó đó là làm sao mà ông Tập Cận Bình mặc dù là bí thư quân ủy Trung ương đứng đầu quân đội luôn trên cả của Lý Thượng Phúc luôn mà liệu có kiểm soát quân đội hay không nếu Mỹ và Trung Quốc hòa hoãn với nhau trong lĩnh vực thương mại còn lĩnh vực quân sự thì sao mà Mỹ Trung Quốc bây giờ đang đối đầu đó Biển Đông trong những ngày qua tập trận liên tục Mỹ tập trận với các đồng minh mình Nga tập trận với Trung Quốc Trung Quốc tập trận với Việt Nam luôn Đó Thành ra cái vấn đề quân sự đó Nó sẽ là cái chỗ mà căng thẳng nhất Mà hai bên chưa giải quyết được Và hiện nay tôi nói cho quý vị biết luôn Hàng không mô hạm Ronald Reagan đang ở trong Biển Đông Và nếu không có gì thay đổi là cuối tháng này Từ 26 đến 30 là sẽ ghé là nặng mà Việt Nam cũng là cái mắt xích trong cái chuyện này luôn, mặc dù nó không lớn lắm, mà có thể có nhiều chuyện. Rồi cái là Mỹ ở Trung Quốc trong những ngày qua là đưa tàu vào cái bãi tư chính của Việt Nam để mà gây nhiễu mấy cái giàn khoan dầu của Việt Nam, mà Mỹ thì bảo rằng là Mỹ sẽ bảo vệ các nước là đồng minh và đối tác ở trong khu vực biển Đông. Mà điều này được ông Lloyd Austin nhắc ở tại Sandi La hồi đầu tháng 6 này, ông Lý Thượng Phúc đó ông bảo sao không? Tại sao mấy anh cứ đi tuần hoài mà cứ đi tuần gần chỗ tôi hoài à? Tôi có bao giờ đi tuần vào cái chỗ gần các nước khác không? Mà ông nói là ông nói phép Ông đâu đi tuần, ông đi vào luôn chứ đâu đi tuần gần đâu Trung Quốc đưa tàu đi vào thẳng vùng khai thác kinh tế của Việt Nam thôi Đó, họ vẫn là căng thẳng ở chỗ đó Thành ra thưa anh Long Tôi không biết là ông Blinken có giải quyết được cái chuyện mà thương mại căng thẳng hai bên hay không Nhưng mà ít nhất là ông Tập Cận Bình và bên Mỹ đều có cái gọi là thái độ họ muốn là không có căng thẳng nữa nhưng cái chính mà lớn nhất theo tôi nhìn nó là vấn đề quân sự quân sự nó là cái chỗ mà mỹ và trung quốc sẽ đối đầu với nhau ở biển đông và thái bình dương và cái đó thì tôi tôi chưa chưa thấy là có thể quyết được học hay là cái đó có thể là cái trở ngại đó là cái nhìn của tôi thưa anh cái yếu tố quân sự ở đây là một cái chuyện rất là quan trọng là bởi vì thưa quý vị trong cái chuyện tranh chấp là phải có phải đưa ra cái thực lực phải có những cái áp lực về mặt quân sự thì hai bên mới nói chuyện với nhau một cái kinh một cái vấn đề kinh tế và trong những cái điều kiện mà họ cảm thấy thoải mái hơn và trong chuyện này chúng ta thấy liên tục Hoa Kỳ tạo ra những cái đồng minh ở trong khu vực Đông Nam Á chúng ta thấy rằng là liên tục là hải quân Hoa Kỳ Nhật và à, Úc Philippines phối hợp hợp tác với nhau về tập trận có phối hợp để mà đi kiểm soát khu vực Biển Đông có và thậm chí những quốc gia xa xôi hơn là Đức, Pháp, Ấn Độ cũng có những cái chương trình đi ngang qua những cái khu vực như thế này. Và mới đây thì cũng có cái tin là bên khối ASEAN cũng gọi là chuẩn bị một cái chương trình tập trận ở vùng cái vùng biển mà bên phía Indonesia nói rằng là trong thời gian vừa qua Trung Quốc là liên tục quấy nhiễu. Nhưng cái chuyện tập trận của khối ASEAN thì chúng ta thấy là hiện tại bây giờ Cambodia đang tìm cách phá bỉnh. Nhưng mà tuy nhiên trong cái vấn đề này chúng ta thấy rằng là chuyến đi của ông Blinken sang qua Trung Quốc lần này có thể ông dựa vào một cái gậy mà ông đã ông đã tạo ra trong khi khi mà ông đến Papua New Guinea ký hiệp ước giữa Hoa Kỳ và Papua New Guinea thay cho Tổng thống Joe Biden thì bây giờ như cái chuyện chúng ta biết rằng là họ và bà người này cho phép Hoa Kỳ sử dụng căn cứ quân sự một cách là không giới hạn thì liệu rằng là đây có phải là cái cây gậy đủ cho ông Lincoln có một cái thế để mà nói chuyện với bên phía Trung Quốc khi mà ông gặp ông Tần, ông Tần Cương vào chủ nhật hay không chúng ta không biết nhưng rõ ràng là hai bên giàn trận với nhau rất lớn để cho trước khi cái cuộc gặp gỡ này vào ngày chủ nhật thưa anh. Vâng cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình say tin ngày hôm nay mai From nội dung chúc quý gia đình một cuối tuần vui khỏe chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sbt morning sáng thứ hai tuần sau vào ngày 19 tháng 6 năm 2023